và nhất định bạn phải thử món này. Thứ nhất là ngon, thứ hai là tiết kiệm thời gian. Thay vì bạn phải ngồi cọ từng con hàu hoặc là tách từng con hàu sau đó thì làm sốt, thì bạn có thể dành thời gian đó để làm ra rất là nhiều việc khác. Và lý do thứ ba là vợ chồng hạnh phúc. Như mọi người đã biết, hàu có chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng giúp chúng ta khỏe mạnh hơn. Còn khỏe như thế nào thì mấy bà tự trải nghiệm nha. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, mua 1 tặng 1, chốt đơn ngay.